Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phiên xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Tính đến hiện tại, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi được một nửa số bị cáo trong vụ án. Các bị cáo là ban giám đốc, đăng kiểm viên thuộc các trung tâm đăng kiểm khối V trực thuộc Cục Đăng kiểm và những bị cáo là các công ty cải tạo xe cơ giới đã xét hỏi xong. Trước đó, khi bị thẩm vấn, bị cáo Ngô Ngọc Sơn, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân là do áp lực về thu chi, kinh phí hoạt động của trung tâm, cũng như có tiền gửi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm. Từ đó, bị cáo Sơn đã bàn với các phó giám đốc, trưởng truyền về việc nhận tiền bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm. Bị cáo này cũng khai nhận đã trực tiếp đưa cho hai cựu cục trưởng là Trần Kỳ Hình số tiền 680 triệu đồng và Đặng Việt Hà số tiền 357 triệu đồng. Tại tòa, các phó giám đốc trung tâm là Trần Hữu Thông và Nguyễn Hồng Quang cùng các đăng kiểm viên khác cũng thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với số tiền nhận hối lộ mà mình phải chịu trách nhiệm. Đến trung tâm đăng kiểm 5008D, bị cáo Trần Việt Hùng, giám đốc trung tâm này cũng khai nhận do áp lực trong việc duy trì kinh phí hoạt động của trung tâm nên đã đưa ra chủ trương nhận tiền để bỏ qua lỗi phương tiện. Bị cáo này cũng cho biết khi truyền đạt chủ trương này xuống cấp dưới thì chỉ nói miệng. Cáo trạng xác định số tiền nhận hối lộ đối với hoạt động đăng kiểm định kỳ và nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại trung tâm 5008D là 271 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình mua trang thiết bị cho trung tâm, bị cáo Trần Việt Hùng còn nhận hối lộ 225 triệu đồng từ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vietnet để tạo điều kiện cho công ty này trúng gói thầu cung cấp trang thiết bị đăng kiểm tại trung tâm. Tổng số tiền nhận hối lộ mà bị cáo Hùng phải chịu trách nhiệm là 496 triệu đồng. Đối với trung tâm đăng kiểm 5010D, bị cáo Nguyễn Văn Đảng, giám đốc cùng các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền nhận hối lộ từ các chủ phương tiện đến đăng kiểm trong thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022 tại trung tâm 5010D là 18,1 tỷ đồng.